hôm nay Alifa sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ nồi chưng cất tinh dầu 52 lít điện. Thì tổng thể của bộ nồi sẽ như thế này. Đấy. Thì cái bộ nồi 52 lít điện này mình có thể chưng cất được đa năng các loại nguyên liệu. Ví dụ như là mình có thể chưng cất tinh dầu này, chưng cất nước cất này, hoặc nấu rượu cũng được. Về thiết kế của nồi sẽ bao gồm 3 phần. Một là nồi nấu chứa nguyên liệu, hai là ống dẫn hơi và ba là bình ngưng. Về cái phần nồi nấu chứa nguyên liệu nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là phần nắp nồi có phần xoang và kẹp miệng nồi rất là chắc chắn, không bao giờ lo bay hơi. Cái thứ hai là cái phần ống tiếp nước. Ống tiếp nước này là thiết kế ở bên ngoài, mình có thể tiếp nước ngay trong quá trình chưng cất. Đây, ống tiếp nước. Và tiếp theo, ở phần phía dưới này là những cái phần, đây là ống thăm mực nước, là để biết nước ở trong nồi còn hay hết để mình tiếp nước khi cần, ngay cả trong quá trình nấu mình vẫn tiếp nước được. Đây là van áp suất âm này, để đảm bảo an toàn chênh lệch áp suất bên trong nồi. Đây là hai ống van xả, đây là hai van xả đáy để mình có thể thuận tiện khi chưng cất xong ấy thì mình có thể xả và vệ sinh một cách dễ dàng. Tiếp theo là đây là nồi điện nên là sẽ có thêm cái phần mai so nhiệt, để đây của cái nồi 52 lít là mai so 6 kW, có thể dùng được điện 3 gia đình hoặc là điện 3 pha đều được. Trên cái phần ống dẫn hơi này sẽ có cái đồng hồ đo nhiệt độ để mình có thể biết được nhiệt độ, kiểm soát được nhiệt độ bên trong nồi. Ống dẫn hơi này được nối với bình ngưng bằng cái kẹp rất là chắc chắn. Đấy. Còn đây là về phần bình ngưng này. Bình ngưng này sẽ có hai cái ống ở phía trên bình ngưng này, là ống dẫn nước làm mát vào sẽ nối ở với cái ống ở phía dưới. Và phần phía trên này khi mà nước nó đầy lên sẽ dẫn nước ra ở phía ống phía trên này để dẫn nước làm mát ra. Còn đây là cái ống dẫn nước và tinh dầu sẽ ra ở đây. Đấy. Rất là to. Và ở phía cái bình ngưng này thì ở phía dưới nó có một cái giá đỡ bình ngưng. Tức là... đây. Và đây là thiết kế bên trong nồi này. Thì Ladifa đã trang bị sẵn vỉ đỡ nguyên liệu và ống sục hơi. Vỉ đỡ nguyên liệu này để mình có thể chưng cất tinh dầu, còn ống sục này để khi mình dùng để nấu rượu. Các bác có nhu cầu ấy, có thể vui lòng liên hệ số điện thoại 0961652731 hoặc truy cập website lalifa.com để biết thêm chi tiết.